Mọi người đã sẵn sàng đi thu phục rồng chưa nhỉ? Let's go. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu hành trình ném lên thôi. Tính ra là ngày hôm nay là mình sẽ nâng cấp đồ bạn ơi. Không thể nào mà để kém khoái được. Đúng, đúng. Đường đường cũng là chùm sinh tồn. Nào, thì hiện tại là có Protection 4 rồi. Chắc là ép vào cái mũ cái đi. Thì bảo mũ thì VIP lắm rồi. Nhưng không biết là VIP hay không. Đây. Từ nha. Chúng ta thử xem là Mon chết như... Monster, ok. Thế nào, chuẩn chưa? Mũ này The Ride, ok. Thực ra là chỉ cần Protect thôi. Gai thì mình thấy không ăn thua lắm bạn. Có hay không cũng tính sau nhỉ? Ai bây giờ chúng ta ép lên. Đấy, Protect, rồi. Ai mũ này khi gọi là còn nửa máu này, mạnh hơn các bạn. Ừ, hiểu thế là được rồi. Rồi đang từ đầu trâu mặt ngựa trở thành con này. Con này con gì nhỉ? Con này cũng là động vật đấy. Ừ, nhưng là bò tót à. Ừ, chắc thế cũng thuộc là động vật châu bò. Thôi là kệ đi các bạn ơi. Đấy, mũ này thì thực ra là nó được có cái lava vision. Đấy, còn mũ này thì nó xịn hơn các bạn ơi. Thôi, bây giờ là mình nghĩ rằng giáp là nó cũng chỉ đến thế thôi. Đấy, giáp nó cũng chỉ đến thế thôi bạn ạ. À, như đây, mình vừa tìm được một cái vũ khí các bạn. Một cái rìu chiến. Đấy, như nhìn thấy rồi. Đây để mình bí mật á. Đây một cái rìu chiến các bạn nha. Tuy rằng nó chỉ có 2-3 đam thôi, nhưng tốc độ tấn công nó cộng 4. Nói chung là 4 các bạn gấp. Tính ra đây là 1.6, đây là 4. Thì các bạn biết tốc độ đánh nhanh như nào rồi. Mà chế thì các bạn thấy sắt thôi. Để tôi chế luôn đi như cho biết lễ hội bạn. Đây sắt đầu nhẹ, sắt đầu nhẹ. Ở đây có sắt không? Đây có sắt không? Chết dở, lúc cần sắt không có, toàn thấy vàng thế này, nó hỏng. À đây rồi, ok, như ra đây đổi với anh người lùn. Đấy, yên tâm. Tôi đã chế cho bạn xem, tôi đã tìm hiểu rồi. Không thể nào mà để con rơi kia. Ồp có mỗi mấy hôm thôi mà. Đây, bây giờ chế lấy hai cái rìu sắt. Đấy, tôi bổ cho thì là như liên hoàn bổ. Bổ nhấc người lên, rồi hai cái rìu sắt này. Hai rìu chưa? À đây mới một ạ, ok. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chế vào đây. Rồi, ôi. Nhìn thế thôi các bạn ạ. Nhìn thế thôi, nhưng mà nó đẳng cấp lắm đấy. Chém nhanh lắm nha. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, bình thường nhá, mấy cái rìu đúng nhỉ? Mấy cái rìu này nó chỉ có một thôi đúng không? Nó chém bổ này nó. Ấy, nó phải hồi này đấy, bạn thấy không? Còn cái này. Úi giời ơi, bấm liên tục. Bấm liên tục luôn bạn. Úi giời, nhìn này, bấm này. Ừ, bấm như bấm gỗ luôn. Đấy, thấy không? Thấy không? Như thấy không? Thấy không? Úi giời ơi. Cháu nào tuổi gì các bạn ơi, băm như băm gỗ luôn. Đấy, nó phải là như thế các bạn. Rồi bây giờ từ từ nha. Đấy là còn chưa ép, bây giờ mình sẽ đi ép full combo. Chắc là chết dở cái này, ép là chắc phải đi ép hết đi, xong rồi nâng cấp hết như cái thanh kiếm ấy thôi. Đấy, nói chung là khí cạnh lửa 3 này. Đấy, sắc bén ủa cái này không lên được sắc bén 6, sắc bén 7 rồi. Cái này không có cuốn sách sắc bén cộng 1. Thôi, quét cạnh, lửa 3, hợp lý các bạn. À đây rồi, bác sắc bén đây rồi. Nên tìm mãi mới ra bác. Giờ này không có ghi biển vào. Rồi, ok bạn ơi. Đấy. Bây giờ chúng ta gọi là có sắc bén rồi. Như đâu xem nào mấy bác này có đổi gì nữa không? Looting à? Đấy, như chắc là mình combo dồn hết vào cái này đi nhờ. Ừ, đỡ mất thời gian. Nhưng mà khía cạnh lửa looting thì nhiều khi kiếm ấy. Thôi được rồi. Tạm thời cái này không ép looting đâu bạn nhé. Đây này, đấy. Chúng ta phải đi kiếm mấy cuốn Ascend Thome này đấy, để đi kiếm mấy cái cuốn cộng 1 nên đổi với bác người dân. Tiếc rằng là không có bạn ơi. Đâu còn gì ông ta? Hết rồi đấy. Thế nha là cũng khía cạnh lửa 2 này. Như kiếm lấy khía cạnh lửa 3. Ừ ok. Đổi một cuốn khía cạnh lửa 2. Bác này đổi cái gì? Quét cạnh mình có rồi bạn ạ. Hết rồi đấy. Đây, combo đầy đủ cả rồi. Thực ra là combo là khía cạnh lửa, Midding, sắc bén, quét cạnh. Nó cũng chỉ như thế thôi các bạn ạ. Ừ. Đấy, như chậm hỏng nữa, nhưng mà thôi được rồi. Để mình về ép cái này chậm hỏng là xong. Ừ, có gì đâu. Ồ, đây. Thế ra cái này chế dễ. Từ từ nha tôi. Trời ơi. Thôi được rồi, đi cái này cho nhanh. Đấy, như đi nhảy cho nhanh. Đỡ mất thời gian. Đâu rồi, lại máy farm coi. Mình có nên cất cái XP tôm vào đây để cho nó đỡ tốn level của ta. Đấy, như... Ồ, được rồi, ép. Nào, looting à. Ui giời, looting làm cái gì? Cái tôi cần là cái chậm hỏng. Cho chậm hỏng đây. Cho chậm hỏng coi. Trời ơi, họ lại chân đất. Cày thế nhỉ. Trời ơi. Không ấy bây giờ mình
Cây thật sự bạn. Ừ, bạn phải gỡ ra. Thật là vô nghĩa. À, ôi giời ơi, không ghép được đúng không? Cái dòng Smite là không ghép được đúng không? Trời ơi, không ghép được. Thật là vô nghĩa. À, lúc cần thì nó giờ nó gì không à. Tốn một đống level của tôi. Ừ, sắc bén 4. Thôi được rồi, chấp nhận. Đây. Bây giờ mình ép mấy cái cuốn liều tiểu này vào các bạn nha. Đấy, mấy cái cuốn linh ta linh tinh liên tha liên thiên này vô. 7 level thì kệ nó đi. Tính gì với level. Đến giờ này cũng không còn in chan nhiều nữa đâu các bạn ạ. Ừ. Đây liều tiểu dìu bây giờ là còn mỗi mấy cái này thôi. Đấy, sắc bén, quét gạch, chậm hỏng, khía cạnh lửa và midding nó cũng chỉ đến thế thôi. Đấy, ôi 28 nha. Ôi 26 đấy, ôi, cũng ngang kèo đấy. Nhưng mà cái này là 4 tốc độ. Úi giời, nó khác biệt hoàn toàn. Đấy, như thử không, nhìn đây. Úi giời, ôi. Cái này chắc phải đi thử con rồng các bạn ơi. Để mình đi kiếm con rồng khi chưa nâng cấp lên cấp độ 5 nha. Sau đó mới đi vào hang. Ừ, đấy, sáng ra bờ suối tối vào hang được. Một cháo để ta xuống nè. Xử lý con này. À, hai cháu luôn. Ui rồi, hợp lý. Cháu này đúng không? Tuổi liên hoàn chém. Ui, tốc độ này. Ghê chưa, ghê chưa. À, như không thể nào mấy cái kiếm có thể làm được như thế bạn ạ. Ừ, nhờn mấy anh. Nhờn mấy anh. Nhờn mấy anh. Trời ơi. Ừ, nó chém nó như thế bạn ạ. Cái tốc độ quan trọng là cái tốc độ nó phải như thế. Rồi ôi. Rồi, uầy, ở bên này có cái gì đây? À, như bên này có gì hay ho không? Từ từ nha, mình sẽ đi thử đi một con nữa. Ở chỗ này còn một con nữa này. Và như mình sẽ thử khảo sát giữa thanh hai thanh kiếm đi. Một thanh kiếm lightning, kiếm rồng với cả một thanh cái gọi là rìu các bạn. Rìu chế tạo từ đây, rìu sắt quá cùi bắp. Rất cùi bắp thì đúng hơn. Đấy, rồi ok, đâu? Xuống, hạ giá, hạ giá. Ừ. Dòng đây đi đâu ấy nhỉ? Đồ à? À như chưa gặp nó ở đâu mà. À, trốn rồi bạn ơi, sợ rồi. Ôi giời ơi. Tưởng thế láo đấy, sợ rồi. À, à, không, không, tao đánh giá nhầm. Đừng giết, live food đi, live food đi. Xuống đây. Nhõi còn này, này, lớp 1, lớp 5, không sợ. Như đâu thế nào? Đây, 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 đây. Mình rụ xuống đây bạn này. Con này nó rất là... Trời ơi. Tự nhiên mình chui vô đấy mình chi ba. Xuống đây, em khẩn trước. Khẩn trước lên. Trước lên. Thôi được rồi, để mình NP lên các bạn nhé. Đây. Với sức mạnh của thanh kiếm này ấy, thì nó chém mình thấy là không nhanh bằng đâu. Như cái này nó chém nhanh hơn. Ấy, chém, 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 chém. Như chém nhanh hơn. Uầy. Mà cái này là còn chưa có sắc bén đấy nha. Đâu. Bén 5 nha. Như đừng có chạy, đừng có chạy, đừng có chạy. Uầy, chạy quá nhanh các bạn ạ. Tốc độ nó khác. Tốc độ nó khác hoàn toàn các bạn ơi. Ok. Tốc độ nó khác hoàn toàn luôn. Mà như ôi giời ơi. 4 mà này 1.6 thì thằng Trinh 2 đam. Ở đâu? 28. Ừ, 6, 7, 8. Ừ, nó 2 đam thôi. Nhưng mà yên tâm, như chắc chắn là sẽ phải xịn hơn. Thôi được rồi, để mình bây giờ mình đi kiếm mấy cái cuốn gọi là cộng thêm sắc bén. Ờ, không biết là có hay không ấy chứ. Cộng thêm quét gạnh, cộng thêm khía cạnh lửa các bạn nhé. A few moments later. Cái con này cắn khó chịu thật sự ạ. À. Như mày thích chết không? Nhưng mà thôi, mình chỉ đi kiếm mấy cái cuốn sách thôi bạn ơi. Ở đây hai cuốn này, pan này. Đây rồi, quét gạnh rồi bạn ơi. Ngon 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 ngon. Đấy, nói chung là đơn giản lắm. Cứ đi kiếm mấy cái gọi là... tháp thủng này là chúng ta ấy rồi, bây giờ mình cũng mạnh rồi, cái bọn này đánh mình cũng mượn được inox cái mà. À, dăm ba món lưu tiêu siêu này. Uầy, thế tính ra mình còn thiếu ấy rồi đấy. Thiếu thiếu mỗi khía cạnh lửa, quét cạnh là có rồi, khía cạnh lửa đấy. À, như, trời ơi, người tôi như con nhím ạ. Đây, 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 xem là có gì không, không có này. Cái này nói chung là nó cũng hên xui. Ui ơi, lại quét cạnh à, lắm như vậy. Như tao cần quét cạnh nhiều đấy đấy đâu. Trời ơi, cái này, tòa tháp này là dành cho quét cạnh rồi các bạn ơi. Tòa tháp của sự quét cạnh. À, thật đây. Okay, được rồi. À, toàn vàng luôn ạ, nhiều. Ui, công nhận là cái tòa tháp kiểu này nó nhiều đồ thật sự các bạn ạ. Ồ, cái này là phong cách Nhật Bản đấy.
Nhất 4. Không có này. Mình chỉ quan tâm đến việc có đồ gì không thôi. Chứ còn lại là bọn quái này nó không đủ tuổi để đánh nhau mời các bạn ạ. Nhìn này, đấy, con này có khả năng như đi bộ trên trên tường. Rồi không có gì. Cho ta xuống đi, đừng có đánh ta. Ta không làm gì các bạn, ta chỉ lấy đồ của các bạn thôi. Hãy tha cho ta đi. Để mình lấy lốt cái này ra đi. Không biết là bằng này kinh nghiệm đủ không? 1, 2, 3, 4, mỗi cái này là cần 30 level các bạn ạ. Phí thế nhỉ? À, phí thật sự luôn đấy bạn ạ. Bây giờ là hay là đi farm nốt cố cho nó lên 30 level đi. Ừ, 25 rồi. Cố lên thêm một tí nữa thôi, 5 level nữa thôi là chúng ta có thể ép vào luôn được một. Mà thôi, mất thời gian lắm các bạn ạ. Đâu nhỉ? Đây là pan. À đây là quét cạnh rồi. Ok, cái này nó không ghép vào từng gọi cả đống được các bạn ơi. Rồi, quét cạnh 4 này. Ui, tưởng lên quét cạnh. Tưởng lên được quét cạnh như 5 cơ. Khía cạnh lửa 30 level. Ok, chờ tôi xíu. Như đấy, cứ mỗi này là 30 level. Đâu rồi? Thôi được rồi, sắc bén luôn đi. Rồi, sắc bén này. Rồi, họng luôn cái đe luôn này. Còn mỗi cái này thôi. Còn mỗi còn mỗi khía cạnh lửa thôi. Mình nhặt được mấy cái cuốn power mình có ở nhà một cuốn rồi, nhặt được thêm cuốn nữa. Thôi được rồi. Đây. Để ép thêm cái kia vào nữa. Ui, quá mạnh các bạn. 26.5. Ừ, lên được một tí bạn. Ừ, không sao. Thế là xịn rồi. Như thực ra là ép cho có thôi. Đây. Trời ơi, đủ đúng 3 phôi ạ. Không ấy mình vẫn còn sắt ở đây. Ừ. Đây. Chế tạo cái này đi ông ép vô các bạn ạ. Đấy, đằng nào cũng thế. Thực ra là nó cũng nâng cấp, nó cũng không đáng kể lắm đâu. Nó cũng chỉ là phiếm phiếm thôi. Nhưng mà mình cứ thích thì mình nâng cấp thôi. Đấy. Rồi. Tím lịm tìm sim luôn đấy bạn. Tím lịm tìm sim luôn. Đấy. Ô và kế chưa. Đấy. Rồi. Ôi tốn 3 cuốn XP tôm mà thôi. Thật là đau lòng. Mình có nên đổi cái dìu này tên là. Đây mình sẽ đổi. Mình sẽ đổi nó, đổi tên bạn ơi, dìu bổ củi. Thực sự nha, đổi là dìu bổ củi bạn ạ. Ừ. Dìu bổ củi. À bỏ, bổ chứ không phải bỏ. Bổ củi, ok chứ không phải bỏ. Đấy, trời. Hết rồi đấy, hết cái để ấy rồi đấy. Nhìn thế này thôi, bổ cái nào là nhức nách cái đấy đấy. Không phải dạng vừa. Đây, để lên đây bổ cho xem. Xoài. Xoài. Rồi, ôi, ôi. Bộ thì thôi bạn, liên hoàn bộ luôn đi. Nào, từ từ nha. Đây, mình mới kiếm được một cái charm bạn ơi. Cái này gọi là cái vòng cổ đi nhỉ. Đây, có cái charm nó tăng cho mình giáp đây. 2 giáp. Đấy, mà cái này chế rất đơn giản các bạn nhé. Da cộng thêm mấy cả Ravenger Metal. Thì cái này thì lại chế lại đơn giản nữa đâu nhỉ. Ravenger đâu nhỉ, đây. Ai cần sắt với cả mảnh này chết dở rồi, vừa đấy tôi vứt luôn cái mảnh đấy rồi. Trời đất quỷ thần ơi. Nhớ được trước farm nhiều lắm mà. Thôi được rồi, chắc là phải sang bên nhà thanh niên đầu đỏ kia như lấy ké rồi. Tôi nhớ là trước nhiều lắm, vứt tùm lum luôn. À đây. Để mình chế cái Rava và G nào, đâu rồi. Như đây, chúng ta sẽ có Rava G Metal này. Chúng ta sẽ chế cái này này. Cái này được tăng 2 giáp các bạn ạ. Ừ, đang màu đỏ đỏ dưới kia đúng không. Bỏ cái này đi, tăng cái này lên. Đấy, ui xổ, tăng thêm 22 là 1 đấy bạn ơi. Hiển thị là một cái giáp. Đấy, còn lại là đây là cộng 2. Chắc là cũng xịn đúng bạn. Ừ, cái này không biết nó có cộng, cầm ở đây nó có cộng đã. Từ từ đã thử xem. Ừ, như là không các bạn ạ. Chúng ta phải để đúng chỗ. Nếu mà để sai là nó không cộng. Ừ, ok, thôi được rồi. Bây giờ là mình sẽ ấy thôi. Bây giờ là mình sẽ định là đi chế một cái bow. Chính là cái bow ultimate các bạn ạ. Đâu nhỉ? Cái đồ ultimate mà. Đây là không phải ultimate các bạn ơi. Ulti. À đây rồi. Chính là nó bạn ơi. Đấy, nói chung là vẫn chế tạo như cây kiếm thôi. Đấy, thì chúng ta sẽ phải chế một cái cung netherite bow. Đấy. Thì chúng ta mới có thể lấy được các bạn. Netherite bow thì đơn giản không ấy. Mấy cái này thì các bạn biết hết rồi. Chúng ta chỉ cần một cái ultimate này thôi. Chả cần đâu, ender bow. Bầu ấy chắc chắn là xịn hơn bông kia. Đâu rồi. Netherite đâu rồi. Bầu. Ok. Này chúng ta sẽ Netherite bầu. Bây giờ chúng ta cần một bầu thường gõ pop cái. À lên cái này. Thì bây giờ chắc là một cái bầu thường. Cái bầu này power 5, power 6 flame. Ok.
để mình chế trước các bạn nhé. Đấy, đâu nhỉ, vừa lấy mình vừa cất cái ấy xong. Sợi chỉ này, sợi chỉ nhiều lắm bạn ơi. Đây, ui, ở đây có một cái bầu quá bình thường luôn. Ok, để anh núp gọi là... Ui, hết 4 kinh nghiệm rồi các bạn, là hết sạch rồi á. Trời đất quỷ thần ơi. Này có khi phải đi farm kinh nghiệm nữa các bạn ơi. Phê thật các bạn ạ. Này, cầm quả rìu chiến này mà như rìu bổ củi của mình. Này, nếu bổ mấy con này nó quá nhanh luôn. So với cả cái thanh kiếm cũ mình lên đây farm nó cực nhọc. Nhưng mà đây giờ, ôi trời ơi, nó phê bạn ạ. Ừ, nó phê, nó phê, chữ ê nó dài luôn. Thích thật sự. Ôi, được luôn nè. Đấy, bạn thấy không, xoài. Quá đẳng cấp luôn. 43 được chưa ta? Level 43 đã đủ dùng chưa các bạn ạ? À chưa. Power là riêng power là cần 30 level rồi. Như này. Ngoài phần lên phần lủng nữa. Đấy, chậm hỏng chậm hủng nữa. Đấy, làm chục đi nhỉ. Làm chục level đi. Rồi, đơn giản bạn. Ui, ba con này. Nó bổ ra như bổ củi ngay. Ủa gì? Quên được chứ. Đây. Nói chung là bây giờ là power 5 rồi. Sử dụng cái này ép thêm cho lên đâu nhỉ? Cái cuốn sách mình vứt đâu rồi? Để lấy ra bạn ơi. Đấy, cho nó thêm power luôn các bạn ơi. Cộng một pan không nhỉ? Thôi chắc chả cần để lui đâu bạn. Để lui thế thì. Rồi, úi giời ơi. Ngon như cái nách ngay. Đấy, bây giờ ép vào đây. Úi giời ơi, chúng ta có Netherite Bow. Đấy. Sang xịn mịn các bạn ơi. Rồi, để mình để trước khi nâng cấp Ultimate, chắc là mình đi làm tí công nghệ va đi. Như vừa gạ gẫm có còn rời, chấp nhận công nghệ va rồi. Rồi. Qua bên đấu nhà nhà mạnh và chuột đây rồi. Năm phố chỉ về. À đây rồi, các vị rồi. Đâu, thanh niên đâu rồi không? Thanh niên mạnh lắm à? À như mạnh lắm. Mạnh lắm à đâu? Đây. Ôi ơi, ta lại vừa đi tu luyện về rồi nhưng mà con giờ này có đồ gì ấy? À, cháy. Có đồi đâu vẫn thế. Thôi, thì con giờ này. Này, chia sẻ tao làm sao ép ngọc để tăng máu đi. Ép ngọc hả? À? Đi đánh boss ở bên thế giới khác. Ui giời ơi, thế cho ta viên ngọc đi. Ta vừa cho tân rồi. Ui giời ơi, thế này hơn ta hẳn 4 máu thì chơi cái gì. Đây, ê, ok, ta không thì cho ta. Không thì cho ta ăn một quả tóc vàng. Ok. Đấy, thế là bằng máu đúng không? À, như... Rồi. Đấy nhá. Ui. Trận chiến bắt đầu. Không dùng khiên đúng không? Đúng vậy. Rồi. Ui. Rồi, vô đây. Ê như. Vô. Ê như. Con giờ này. Ôi cái gì? Con giờ này định làm gì đây? Cái gì có gì hay vậy? Ê như. Tao đánh con giờ không mất máu vậy. Sư huynh để ý hồi phục nhá. Rồi, sắp rồi. Lên được 3 á. Ui. Rồi. Sao con giờ? À, tao biết rồi, ta thiếu một cái enchant. Trời. À. Thì sao con giờ lên hồi phục 5 ta? Đánh càng ít máu càng lên hồi phục nhanh. Nãy ba người đánh mà không đánh chết được luôn này. Ảo thật đấy, vũ khí ta mà mạnh cũng thuộc dạng nhất nhì mà tại sao vẫn không đánh được nhỉ? À con giờ này có đòn gì đấy, có trò gì đấy? Trò hay lắm. Cái này bí mật, cái này càng đánh càng hồi phục. Ảo lắm. Ảo thật đấy, chắc là có enchant gì rồi. Nào đánh đi, nào bốn người cùng đánh. Thôi. Nào bốn người cùng đánh chắc chắn là chết. Nè như. Thôi, tắt. Đâu. Đừng có tấn. Đánh trúng nhau luôn à. Thanh niên này có đồ gì không? Đánh chắc chắn chết, bốn người đánh chắc chắn chết. Né. No. Ừ, chết. Bốn người chắc chắn chết. Bốn người chết. Cái này là còn không ta ghét vào không? Con này có đồ gì đấy? Nè như. Không có đồ gì mặc ở người. Thế sao? Ăn à? Không phải đồ mặc, cái thế... đồ này là đồ để trong kho đồ thôi. Có đồ gì đấy? Vứt ra xem nào. Ảo ma thật. Vứt ra xem này. Cái này ta bán 10 khối nè Rai. Vứt ra xem nào, là như. Vứt ra xem nào, là như. Nào, chứ còn lại. À, cái này đấy, cái gì cái đây? Này. Trái tim à? Cái gì xanh xanh đấy? Trái tim màu xanh. Trái tim á? Hốt à? Hốt. Nhìn lẻ thế. Hốt. Đúng rồi, cái này là trái tim độc. Trái tim độc là cái gì? Trái tim của Hydra. Sao ta giết con Hydra, ta không có nhỉ?
Nhưng mà con hai đó ra không phải bên Twilight. À, con hai đó ra khác ấy hả? Hai đó ra của rồng ấy. Đâu, ném ra ta xem nào. Nó tên là gì? Rồi. Đâu? Thảo ma thật. Legendary when hot bat grip regen ui nó tăng hồi máu à, là như đâu ta xem nào. Cái này là Iron Fire. À ta biết rồi. Phải đi tìm cái con rồng nhiều đầu đúng rồi, giết nó. Ừ đúng rồi. Vĩ Đài giỏi, bỏ đấy ra xem solo ta đập chết luôn. Trời ơi, không cái này ta kiếm được cái đấy. Vĩ Đài từ bỏ đấy ra xem ta đập chết luôn. Vũ khí ta thuộc dạng mạnh nhất ở đây rồi. Solo lại cho mọi người xem nào. À, con này bỏ ra nó đập cho có chết không? Đây, có ai có totem không? Đưa ta totem. Đây, thiếu totem. Đây này nha. Từ từ để ta lấy đây totem này rồi. Như Vĩ Đài có hồi máu 5, hồi máu 4, mà sao ta đánh không thấy xuống máu. Ảo ơi, bỏ quái là. À, cải ngọc ra. Tí ta xong người ta cho xem vũ khí của ta. À, cởi cả ngọc nữa hả? À không, ý là để thấy ta ăn táo. Rồi. Không, đừng ăn táo, thì ta cởi ngọc. Thì bằng máu rồi. Không, táo nhiều máu hơn. Táo có hai trái tim. Cái gì vậy? Nhưng mà nó có hấp thụ nữa. Hấp thụ thì liên quan gì? Để xem với nhau đã. Hấp thụ là tăng trái tim đi ba. Trời ơi, con giải trên Minecraft hấp thụ tăng trái tim liên quan thì có tăng đề kháng đâu mà. Ừ nhá, có cái xương Ender đấy không? Để ta lấy kiếm Ultimate. Đây. Lấy kiếm Ultimate ra đây. Có sao đánh nhau vậy? À, thích thì đánh nhau. À, đây, từ ra đâu rồi? Rồng của ta rồi. Rồng. Rồng. Đây, rồng trời. Nuôi lớn chưa? Rồi như... bảo mẫu không ạ? Hả? Uy tín. Con, uy tín con khỉ đâu? Thả ra ta xem nào. Đây, còn mình... Đâu, mang dây này đây. Ấy rồng anh ấy. Đầu ra cái này là vẫy nó cho là như... Thì nó chết rồi, chỉ còn mỗi đâu có chết được. Tin tưởng nhầm người à. Tin tưởng nhầm người. Đúng rồi. Ta không biết thế thì đi kiếm cho ta ấy đi. Được chưa? À, được rồi. Thế bỏ ngọc hay ăn táo? Ăn táo đi. Ờ, thế để ta ăn táo như... Rồi. Vô đây. Vô, chưa được. Bỏ trái tim đi ra, như... Ta bỏ rồi, ta phải chiến thanh nữa rồi. Rồi, được chưa? À, lại dùng cái kiếm này à? Rồi, dùng đi. Đúng đi, đúng đi. Đúng đi, đúng đi. Đúng đi. Đúng đi, là như. Đúng đi, là như. Đúng đi. Ta cứ spam thôi. Đây là gọi là vũ khí mạnh nhất hiện tại, hiểu không? Ôi, thắng rồi. Vũ khí gì thế đâu? Nào, ta. Không, từ đó ta cho mấy đình như này xem rồi. Đây, vũ khí bá chủ hiện tại. Ủa cái đó bao nhiêu đẹp vậy ta? Không nói cái này bao nhiêu đấy, mạnh nhất hiện tại, mạnh ở điểm gì Vĩnh Đài chỉ cần xem một cái Vĩnh Đài. Có vừa đẹp còn nào bé hơn nữa hả ta? Bé hiểu vấn đề không? Tính ra Văn Châu bảo mấy chị hiểu vấn đề không? Không, hồi nãy bỏ cái kia rồi. Hiểu vấn đề không? Từ đã để ta xem. À quên mất, ta đổi tên. Ta đổi tên. Ta đổi tên Vĩnh Đài. À chắc là tốc độ đánh nhanh. Ừ. Gấp mấy lần Vĩnh Đài, hiểu không? Thôi, không ai ngăn cản đâu, không ai ngăn cản đâu nha. Đấy, Vĩnh Đài vài làm đúng như ta mà, nếu đảm bảo nó mạnh nhất gì luôn. Biết đây chủ nhà đấy không? Rồi, bây giờ ta đi đòi rồng đó. Ừ. Con rồng. Đô đi ra đây. Rồng. Đưa rồng đây. Đang có một. À, đó, mang cái này được. Hoàn thành nhiệm vụ đấy. Cho người làm mà được. Xấu đấy sư huynh. Xấu con khỉ thì nhìn nó vảy kim cương. Đây, sư huynh duyệt đây. Bỏ con rồng ra. Con rồng nào? À, như dòng này đẹp cực luôn, mắt đỏ, ui ôi. Này, tìm cái trái tim đấy ở đâu đấy? Luôn. Tìm trái tim đấy ở chỗ The Tweet Line đúng không? Không, cái trái tim này tìm từ cái con đấy. Nhưng mà ở đâu thì... Thôi được rồi. Thông tin. Ừ, ta Google là ra ngay. Lắm bà mấy cái mốt wiki có hết. Để biết thế ta, mà đấy ta không vứt ra nữa, ta chỉ cầm thôi. Ta cầm thì ta cũng nhìn hình ảnh, ta trời mất thời gian. Ta có thể cất con này được không? Đâu con nào, con nào mà đẹp? Mắt đỏ này. Ôi giời, con này là lai. Trời, con này đỏ đen, à trắng đen chứ không phải là mối trắng đâu. Nên, trời ơi. Nhưng mà nó bị mắt đỏ, đau. Con này bị dính bệnh đau mắt đỏ mà bảo đẹp. À, nhưng con người ta mắt xanh như này. Này, chơi mini game không? Mini game đề. Tôi thanh niên bảy màu thì đi ra, thanh niên bảy màu không được. Thanh niên bảy màu không được. Đây, bây giờ 4 người.
mini nếu mà bốn người gõ chết ta thì được 5 khối đều đây. Ui ôi ta 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 đây ngon đấy, đợi đi đi lấy nhá, đợi đi lấy đồ nhá. Ok có đồ gì hả? Không bắt quay lại đi lại lấy cái gì rồi. Ai có mũi tên đấy không? Cho tao muốn mũi tên đấy. Hả? Mũi tên gì? Để tao bắn con này. À, để giết bọn này hả? Không phải mũi tên đây, mũi tên rồng rồi. Thôi được rồi, ta dùng cung rồng, phải ta định dùng cung Netherite. Hứa. Trời ơi, nằm ngủ cho nhanh. Nằm ngủ ai có giường đâu mà nằm. Đâu? Để ta đứng đây ngắm xem nào, mấy thanh niên lao vào tẩn thanh niên đầu đỏ nào. Như... Đâu, tẩn đây. Ô này, cái bộ áo giáp này là không cần mặc full bộ là auto, người khác đánh vào là người ta cũng dính hiệu ứng à? Mặc cái quần thôi, mặc cái quần thôi. À, thế tính ra cái áo không có tác dụng gì đâu nhỉ? Cái áo thì ép được cánh để bay. Ừ, mỗi ép được cánh thôi, còn lại cái giày cũng thế. Cái giày thì đi trên lava. Ừ, thế. À, nhưng mà được cái là Protection 5, này, như... Đính sau. Ta cũng Protection 5 mà. Cái gì vậy trời? Ừ, nhưng mà hình như vị huynh đài thì chưa ép gai 4. Nùi gai chả có thấy tác dụng gì. Gai có mà. Thấy vẫn thế. Đây, thanh niên này tự đánh tự chết đấy. À, tự đánh tự chết à? Ui, thế ai bắn cộng 1 gai không cho tán cho ta với? Không. Không à? Cái đấy thì tìm mà lắm. Không, ta thấy dễ mà, đi tìm mấy cái ấy. Đi tìm ở cái công trình ở rêu ở dưới đất ấy. Thôi được rồi, thế ta cần gì rêu, hôm nay ta đi tìm mấy cái nhà to to ở trên mặt đất cũng có. Thanh niên kia lâu thế nhỉ? Thật, con dài này sợ, AFK trốn rồi nào ấy. À, đây, gọi về đi, thanh niên này kiếm cái gì đó. Thanh ơi, thanh niên này đi lấy cái gì đây nè. Đây nha, đấy, lấy cái gì lấy nha, cấm ăn táo này rai. Ơi, anh em ấy đây, anh em đánh đây có gì chia ta nhá, ta chỉ cần 9 phôi thôi để ta làm cái cung ultimate luôn. Một block thôi. Cố lên. Cố lên. À, thanh niên lâu thật. Thanh niên này và ra Google rồi, ra Google. Không biết là có vũ khí gia truyền thì mà lâu thế không biết nữa. Lâu thật sự luôn. Này ai các cụ hay sao ấy. Ai cần kiếm rồng xét được ta cho mượn. Đâu. À ta cần bán kiếm rồng xét. Ta cần bán. Lại bán. Ừ, kiếm mê xịn à, như đâu nhỉ? Ơ. Con giời vừa cho mượn cái dương en đào luôn đi rồi, ảo thế. Kìa ơi, bên này mà. Đâu? Ừ, ta tưởng đào, ta định chửi đấy. Được rồi. Đâu mà mua kiếm tùng xét không? Bán cho rồi. Bán như nào, giá cả làm sao? Một block này rồi này. Ui giời ơi, làm gì đã có. Thì đi đào. Thôi nào. Thì đi mà đào. Được rồi. Đây. Để đi kiếm đã. Đây, thế bán trước, bán trước luôn. Bán xịn. Okay. À, như kiếm xịn luôn, kiếm xét là gõ nhấc người lên đấy luôn. Được. Mà như nhìn là cũng ok đấy, cũng nghe luôn nè. Rồi, đúng rồi. Một bộ. Ui. Cái này hơi bị. Ui, cái lâu vậy. À cha. Chào các vị xuân, cái gì đã? Cái đầu tiên thanh niên đội úp nồi cơm điện ở đâu hả? ta là đây là táo ấy nhỉ? Đầu gì đầu trâu, còn đây là đầu con gì nhỉ? Đầu con cũng là con trâu sao ấy? Ừ, đầu con dê. Cái đe hơn. Đâu ai thanh niên kia đâu ơi? Ai vậy? Đang tỉ thí võ công hả? Ừ, thanh niên mạnh zip bảo đi lấy cái đồ gì mà lấy nửa tiếng đồng hồ. Sợ thật sự. Chắc xuyên để đi lấy kinh trước xuyên ạ. Thật là đau đầu. Đâu, tẩn chưa, ta không hết đâu. Tẩn luôn à. Không, đây là đang test cái gì mà bảo là đấy, 5 khối này rai đấy. Lao vào đánh đi, 5 người lao vào đánh đi. Ta xem nào. Để ta kiếm tiền trả nợ đây. Người đâu rồi? Đây, thanh niên đầu đầu à. Đông quá. Trời ơi. Ủa, không mất máu rồi. Thế nên có cái gì đống như uống này. Đông quá. Thanh niên này có cái gì đống như uống không chịu, mãi không mất máu luôn ảo thật đấy. Ai, nhưng mà ai đánh? Ai đánh? Ai đánh gì rồi? Thôi, để chia đào nhá, 5 người. 5 người. Tôi không đánh nhá. Đây, 3 người, chúng 3 người thôi. À, ta có rồi. 3 người à? Chưa, có luôn tiền trả nợ. Mày ơi, sức mạnh 3 nó phải khác nhỉ? À, sức mạnh 3 luôn á. Ui giời, bảo sao? Đâu này? Chán vị huynh đài. Đâu? Chán vị huynh đài. Chán vị huynh đài lại để cho thanh niên đi chết.
Chơi dùng thực phẩm này chết dở rồi. Ok, thì... okay bạn có cấm đâu. Ờ, à, thanh niên đấy đồng ý mà, thanh niên đồng ý. Phép nhà thanh niên có cái vật phẩm thì nghe mà. Mạnh dữ nha. Ngày tuyệt đối luôn. À. Thanh niên đấy đồng ý mà, là như chán ở đây như... Thôi không sao, thanh niên chuột có tiền trả ta. Không có gì vậy? Có Dương Ender không? Này, thế bây giờ muốn 5 khối hay là muốn bộ giam? Đây. 5 khối chứ, bộ giáp là gì, 5 khối. Một bộ giáp nó không đáng đâu. 5 khối. 5 khối. 5 khối mà chuột chia nhau được bộ giáp làm sao mấy thanh niên chia nhau được? Đây. Đúng. Mỗi người 5 khối. Đâu, mỗi người 1 khối à? Mỗi người 5 khối. Cái gì mà mỗi người 5 khối? Chia đều ra. Mỗi phát 5 khối xong rồi. Mỗi mạnh cầm hết này. Đây mạnh cầm hết này, đợi tự chia đi. Chia đi. Được rồi, đi về. Nào, trả đây. Nào thôi, con đời chuột đi trả nợ đó. Em. Sương chuột trả xong nợ gì ấy? Nợ đây. Nợ gì đây? Ta vừa lấy một cái kiếm xét của thanh niên tên mình. Trời ơi, đệ có quá. Đệ có thì kệ đệ, mua rồi, tiền theo cháu múc rồi. Tiền ơi, nôn tiền ra đây. Bao nhiêu? Một block. Trời ơi. Quá nặng rồi, lỗ nặng rồi. Đô đi, nhận thưởng cho đô đi. Tuyệt vời. Còn ba phôi như Rai nữa. À, ba phôi à, đây, ta giả vị anh đài. Nhưng mà ta chỉ còn dư một phôi thôi. Tân này. Ê, không ấy, ta giả cho vị anh đài cái này. Cái này nó quý giá hơn đấy này, đấy. Ui dồi ôi. Rồi. Được không? Ta không có mà. Ta để. Trời ơi. Tính ra Dương trượt được 2. Hai nhá, 2 block nhá. Nào, thanh niên nào hút đi. Hút con khỉ gì? Nhờ. Các vị còn kèo gì đâu để tao xem đi. Tự nhiên đâu ra con rời mất 5 block. Nào, con kèo đấy mạnh kèo gì? Chuột. Đấy. Kèo hai người. Hai người. Thế hai người đây uống thuốc sức mạnh 3. Ừ. Đánh. Hai người là bây giờ phải mất đi. Bây giờ phải cho bây giờ nha, bây giờ phải cho mất bây đi. Bây giờ là nếu mà thua ấy, nếu mà không đánh được ấy thì là mất hai block. Mất gì? Mất hai. Thế thôi, thế thôi. Mất một được. Được. Thôi tính ra một block này right đối với ta bây giờ thì nó mỗi à? Để bèo à chứ. Chán quá thật chứ. Chán quá các vị. Thôi ta đi chế cây cung nào rồi, thế bây giờ là có đi ấy không, có đi đâu không có này từ đã ai có mũi tên không để ta cho tao xin một mũi tên đi, không phải mũi tên rồng mũi đâu, tên thường đâu anh Tân tên người cũng không có đây Sinh ơi đâu? Mày cái này đâu, đây này để ta thử bắn xem là cái nào mạnh hơn ta đây, thanh niên nào để ta thử đâu đây đâu đâu? Bây giờ nếu mà không trả bằng đây ví dụ đây xem đây nhá, cái này xuống bao nhiêu máu nhá. Piguli. Ok thôi. Ok kìa. Một máu. Ok, đây ta bắn cái cung này. Hết, không được. Từ chào nó lại chạy hết á. À, đây là dịch vụ nữa hả? Dịch vụ của công ty phải trách nhiệm hai thành viên phải không? À, thế đúng không? Nửa máu. Thế kia được một, kia được cũng nửa à. Thì làm giúp việc. Chỗ này mạnh hơn mà nhỉ. Ê mạnh ơi. Fire from the bow. Cung rồng vẫn bét hơn Sinh ơi. Đúng rồi, làm cung đi đúng rồi. Chưa đến lúc. Như tí ta nâng cấp cho xem. Làm cung đi là hợp lý rồi. Cái này. Nhưng mà làm giúp việc gì? Thì nói chung để cho gặp hợp lại. Không làm cung đi thì thôi thì trả bằng tiền. Thế thôi. Thôi. Trả 2 block được không? Không thôi. 2 block quá rẻ. Không làm đáng cung lý là ta phải tăng giá lên nhá, bởi vì là ta bán cho bên này rồi. Lát nữa có vụ gì không nha, kẹn ở đâu á. Phải tăng giá lên không có lạm phát. Sao mà làm gì em được. A few moments later. Ê à, đâu ơi. Nào gái đánh gái solo trải solo đây, đâu đặt cửa á, đặt cửa cửa nào. Kiếm không cần thì thôi, Kiếm kiếm thì thanh niên vay cho mượn. Kiếm mà. À đây được luôn như. Kiếm thì cũng giống nhau mà. Đấy. Kiếm như nhau cả. Này em. Nào đặt cược nào, anh em đặt cược đây. Ta cược rồi. Ê, chế khiên nào. Không dùng khiên, không dùng đồ ăn, đồ uống gì cả. Không dùng khiên. Ok, thôi, thế rồi. Không thuốc gì nhá, thanh niên này. Thuốc tùm lum bên này. Không, thanh niên này có mỗi hồi ấy thôi. Để mỗi tăng máu thôi, không sao, cái này bình thường. Vui lòng nốc tí sữa vào nhá. Từ, hồi phục mơ. Ta đặt cược Dory một phôi Netherite. Ai đặt cược Dory number one. Ta ăn theo làm của ta. Nào. Làm báo. Ta cũng đặt cược đô đi. Thế thì ai đặt cược bên kia? Lại rích một phôi sắt.
Thế thôi, cho solo kéo danh dự thôi. Ta không đặt cược nữa. Thật, ta xem danh dự rồi. Cái con giời này chắc chắn chết rồi. Tí nằm sóng xoài này. Ê, nào, coi thường. Sẵn sàng chưa? Thường lên nào, 3, 2, 1, vô. Gõ nó to đầu hết, về như gõ to đầu hết. Về như gõ to đầu hết. Trời ơi, có vẻ, trời ơi, cái gì sắp chết rồi đấy. Trời ơi. Wow, trời ơi. Trời ơi. Hay quá. Như trời ơi, sẽ chết queo như vậy. Có cái đồ gì không? May ta cũng không cược ấy. Thà, ừ, may ta cũng không cược. 50 kinh nghiệm. Trời ơi, là còn 50 kinh nghiệm nữa. Trời ơi. Em biết tại sao em thua không? Em không có mũ sừng thợ rèn. Mà tính ra là thanh niên này hình như còn không mặc giáp, thanh niên mặc cánh mà. À đâu, cánh này gắn cùng giáp. Không có mà, nhầm. Ôi con trời. Nhưng mà không mất đúng 2 tim thôi nha, mất đúng 2 tim thôi. Không phải, bởi vì là cái thanh niên này có cái kiếm sấm sét này này. Đúng. Giáp kia nó không kháng lửa đâu. Lựa chọn đúng đắn. Không phải. Trái khiến. Không phải. Anh mạnh chỉ thắng con gái thôi. Không phải hội Cu Li. Công ty Cu Li. Công ty Cu Li. Đấy, có đi công ty trách nhiệm hai thành viên. Không phải Cu Li. Trách nhiệm hai thành viên mà ở đây xây ba cái đầu. Thật. Còn một thanh niên Cu Li nữa đâu? Thanh niên Cu Li xanh đầu xanh bên kia đâu? Gen và Nô đây là chỉ là người bảo vệ ngôi làng này thôi. Người bảo vệ à? Security, đấy là security. Anh đưa em có dùng đâu? Người ta bắn nhưng không dùng khiên luôn. Ủa thế à? Nào thế bây giờ có đi không? Em chắc có. Giá đi. Có chứ. Giá đi. Giá đây 5 khối này right. Từ 5 năm khối là dành cho một người đấy. Là dành cho một người đấy. Ui, 5 khối một người á? 5 khối. Đúng rồi, là rõ rồi. Còn đây một người đây có 6 khối đây này. Đúng rồi, anh vạch mơ xe. Cái gì? Bớt nha, thanh niên này giảm cho 4 khối. Trời ơi, đang gọi là thanh niên này. Như cái chợ ơi. Đâu ơi, mở tiệc anh em ơi, cho ăn kém ơi. Mở tiệc xinh ơi, mở tiệc. Đâu, tiệc đâu, ăn nè. Tiệc đâu. Đang phải lấy bàn ghế. Tiệc đâu, tiên sư mấy cái con mũi này. Thế như anh em có thể đi ngủ được không? Ôi ngủ cho nó sáng bừng sáng rồi đấy. Đi ngủ đây. Ồ ta nhập cái này tí về ta ép. Ngủ đây, đúng rồi. Sleep throw zip line. Quá đẳng cấp. Ngủ đây. Đây mà mọi người ngồi. Ngủ đây. Có bàn ghế rồi ạ. Ai chà, được phết nhờ. Sao? Đây cái bàn mà. Đây là cái bàn từ mà. Từ đó chỉnh ra nè. Ghế đâu? À, ôi da, được, máu hường cu tê. Ủa em ơi, ba ghế anh ngồi ai nhịn hả em? Ba ghế anh ngồi ai nhịn? Tiểu nhị, đâu ghế này ngồi được ai? Tiểu nhị, cho đi ăn thịt chó. À quên mất, chó là bạn, không phải đồ ăn, nhầm. Chó là bạn, không phải đồ ăn. Chó là bạn, không phải tôi. Cho tôi 1 cân thịt chó. Chó là bạn. Một mình ăn chay, một mình ra ngoài này. Không phải là tôi. Tiểu nhị, cho một đĩa rau xào. Cho một đĩa thịt rồng đi. Hai con rồng kia, ba con rồng kia thịt đi. Ăn chuẩn trời ơi, lên bàn rồi. Đâu, thức ăn rồi. Ôi, con rồng chết rồi kìa. Ôi, chết rồi kìa. Rồi, con rồng sắp chết rồi. Rồi này còn có 5 máu. 5 máu. Chơi. Rồi. Rồng của đệ, chứ. Đúng rồi. Đúng rồi, thanh niên tổ chức tiệc đâu rồi? Đấy, ta bảo đầu bếp vách đi về lấy đùi lợn thôi. Thế này tổ chức lâu đấy, cho ăn uống thức độc à, cho thức độc vào đấy à? Trời ơi, ăn thì phải có bát búa chứ. Nhanh lên, trời ơi, đói lắm rồi, là nhanh lên thì... như... Nấu cẩn thận nhé, không ải chỉ á. Ai chia cả. Ghế này mọi người ngồi, còn anh Mạnh với anh Chuột ngồi đây nhá. Đố cho ra được đây. Đừng có mà đố. Rồi. Đố. Ta vừa về ta làm bài. Đâu, bài đây. Ăn nước mắm em đi rồi à? Yến tiệc à? Đâu. Yến tiệc. Rồi, ta đây, thượng tọa đây. Ta xin ghế này rồi. Ôi dồi ôi. Được rồi. Ngồi đây các vị, ngồi đây. Ôi trời. Rồi, lép được game luôn. Rồi luôn.
Ờ. Hay lắm. You need a bowl là two is it là cần bát à? Cái bát đi. Nào nào. Ta chưa có bát, ta chưa có bát. Đâu bắt đâu? Bắt đầu. Đây rồi, bắt đây, bắt đây, bắt đây. Ta vứt đây mà. Wow. Đây 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 đây. Bạn bay là người thanh niên nào ấy có được cái bát nào đâu? À đây đây. Rồi, ok. Đáng đi. Múc đúng không? Múc đúng không? Ờ. Múc đi. Thịt là làm nữa sao nào? Đây để lên thớt mà ăn. À ha, sang quýt tộc à? Nhầm để nhầm. Đâu? Ủa? Ê, nhầm. Ép dưa hấu này mà. Đâu, chưa được nước ép, Đâu. Nước ép này. Đâu. Quài chả ngon thế nhờ. Bước đấy, cho uống ơi. Quá nhờ. Đấy. Ăn cứ tranh nhau đi. Rồi. Quá nhờ. Mê và lon và dùi. Ok, để ta uống trước rồi ta ăn sau. Ok. Nào bây giờ đặt chưa, ngon chưa? Đặt ra cái đĩa. Ê Suy cái này bị thiêu Suy ơi, ăn luôn sao? Rồi. Một cái này, cái này tăng cái gì đây? Ui cái này tăng thanh thức ăn vàng là cái gì đây? Đúng rồi là nó hiện bao nhiêu phút đấy là không bị đói đấy. Wow. Ui được này, cái này ngon này mà như uống thêm. À thế ăn uống đã xong rồi. Thế mình xin cái món này nhá, Cơm no thì nó sai. Okay, rồi. Ăn no rồi không say không trả tiền. Bao giờ có rượu để say thì mới trả tiền. Thế thôi. Rượu hả? Nhà ta có rượu luôn nhưng đâu? Mà rượu đâu? Ghế này ghế chủ tịch em ạ. Chỉ có chủ tịch được ngồi đây thôi. Nhưng mà rượu đấy chưa ngủ xong. Cô Ly sao biết được cái này? Đúng rồi, ghế chủ tịch. Hai miền thế nào mà để em gái này cứ khịa cu ly. Kẹp nhất. Ôi, đó này coi như là tình anh em thì thôi. Lại cắn kết rồi. Cắn kết. Giữ trượt nhịn nhục bụng to lên bao nhiêu này? Nhịn nhục có bụng to lên hả? Nhịn là bụng to à? Chuột cống mà bảo sao béo thế, cái đồ hamster đuôi dài. À như. Ôi hả, như cục có đức là ta nuốt hết rồi em này. Mới to bụng to này. Cay lắm rồi đấy. Không nói đúng thì chả cay. Đây bây giờ bảo nhá, trả hai khối nèo ra kia cũng được. Nhưng mà ý là bây giờ tí nữa ta chỉ nhờ mấy vị huynh đài đi kiếm một chút thôi chứ không phải là nhiều. Hai khối còn đâu? Hai khối còn đâu mà hai khối? Đang định đi tìm tự nhiên gặp con Zeti ở dưới The Tweet Line bạn ơi. Thôi đánh nhau với nó luôn nhỉ. Trời ơi, Alpha Zeti đúng không? Đây, để mình vào giao lưu nó tí. Nói chung là quả dưa bổ của mình hiện tại là top 1 server rồi. Úi giời ơi. Nào, xem mày có cái võ gì, mày gõ võ gì mày võ đi. Mà như con này nhìn hay thật, đáng yêu thật sự. Không ấy mình bắt về nuôi được không? Rồi, ok, nó đi rồi. Quá đơn giản các bạn ơi. Hết rồi hả? Trời ơi, nó không. À đây, đây, có dương đồ bạn ơi. Rồi, chúng ta được I-bom và đầu của con Zeti bạn. Uầy. Thôi không làm đom đóm, nó làm Zeti. Trời ơi, làm Zeti xem nào. Gì mày, bỏ xuống coi. Ngoài thằng này đáng yêu thật sự bạn. Nó cứ nhấc mình lên đấy, tung hô kiểu là đại vương vạn tuế bạn. Ừ, thôi được rồi, tôi té rồi. Thôi xin. Xin đấy thôi. Khó chịu vô cùng, khó chịu vô cùng. Ok, yên tâm. Mình xử lý bọn này nhanh lắm. Hết thằng này đến thằng khác nhân lên bạn. Tính ra là cái con Light Fury này có khả năng tàng hình các bạn. Nhìn này, cho bạn xem nha, khả năng tàng hình của nó hơi bị ghê đấy. Ôi các bạn thấy không? Tính ra mình mặc áo giáp chứ không là mình cũng được tàng hình theo nó luôn. Ui, vô hình luôn bạn, không thấy con rồng nữa luôn. Ở trong phim nó cũng thế bạn ạ. Nên đâm ra là nó được một khoảng thời gian thôi cũng xịn đúng không? Mình đang di chuyển đến khu vực Squam bạn ơi. Đấy, ở trên wiki Google ấy thì bảo là ở dưới loanh quanh gần Tweet Line sẽ có. Nhưng mà mình thấy rằng là hình như là không phải bạn, sai hoàn toàn. Chúng ta phải đi tìm ở vùng Squam. Đấy, ở The War. Đấy, mấy cái vùng bình thường. Vùng này thì mình đến rồi nhưng mình không để ý luôn bạn. Đây, Squam đây, Squam hướng này bạn ơi. Đâu nhở? Sao vùng đầm lầy bây giờ ảo thật đấy. À đây ơi, đây, chính xác nó ở đây bạn, chính nó ở đây. Rồi, ok, có kiếm lửa đây rồi. Chắc lao vào giao lưu thôi. Nhưng mà từ từ nha, mình sẽ bắn yếu nó. Bắn yếu nó bạn ạ. Con này thì phải dùng kiếm lửa, một vũ khí lửa để đánh bại nó bạn ơi. Bởi vì nó khạc độc rất là khó chịu. Mất đầu kìa. Như mình vào giao lưu với nó ha. Như sợ cái quái gì mà không vào giao lưu mà như
dùng kiếm lửa đi. Ok, cầm cái này vào cho nó suy yếu, gọi là nó không thể đánh mình. Tính ra là mấy cái đồ ở trong này nó, mấy cái đồ ở trong Iron Fire này ghê phết các bạn ạ. Đâu rồi? Ê, con này làm sao hả? Mày độc đại ca hả? Gây độc đại ca. Ê, khạc lửa với chúng tôi, bắn nó dụng hết đầu. Rắn này, con này rắn như rồng cái gì mà nó đặt tên là Hydra, nhưng mà rắn dòng họ này rắn các bạn ơi. Đào từ từ nha, xem là còn bao nhiêu máu. Nó hồi máu ghê, nó hồi máu ác luôn mà. Ui, con này ghê đấy. Rồi là cày thế nhở, nó cứ khạc độc thôi bạn ơi. Từ nha, con này hồi máu này. Rồi ui, hồi 50% máu luôn. Từ từ nha, hình như là mình đang đánh sai cách các bạn ơi. Ở trong hướng dẫn thì bảo là đây rồi. À, nó phải lửa cháy bạn ơi, để giảm hồi máu. Hóa ra con dài này chọn cách nó chui xuống nước. Như đào hồi máu. Ôi, sắp chết rồi. Còn một tí thì teo nữa thôi. Hóa ra nó ở dưới nước, nó không si nhê đến với lửa. Con này phải có vũ khí của lửa thì nó mới như ok line với nó được các bạn ạ. Rồi. Đừng, mày đừng hồi máu nha. Khó chịu vô cùng. Rồi ơi, nó hồi lên hai. Cày thế nhờ. Nhưng mình có thể nhấc cổ từ dưới nước lên được mà nhờ. Lên đây con, lên đây, come on, come here. Lên đây, nam tử án này vợ phù yếu đuối thế. Đúng rồi, lên đây, đúng rồi, đàn ông con trai. Mà chứ mình chả biết nó là giới tính gì. Đàn ông con trai lại thế bao giờ không? Lên đây, khẩn trương lên. Trời ơi, đứng đây hồi máu kìa. Ui, nó regen 8 các bạn ơi. Cũng là đồ gọi là đồ của mấy con bút. À, góc lác. À, như góc lác. Khó chịu thật sự bạn ơi. Từ, cái núp mở đường cho nó ra đây các bạn ơi. Cái núp mở đường ra cho nó ra đây đánh nhau với mình. Cái này độc thì độc khá là đau đấy. Đáng nhẽ là mình phải... Rồi. Mày bây giờ chấp nhận đánh nhau với tao nhá. Đừng có chạy. À, như ai chạy... ai chạy là gà. Ui rồi, ai chạy là gà. Ui rồi, tám mấy máu rồi. Ai chạy là gà, rồi như nó thấy cho vuông. Đừng có chạy, chạy là gà. Nói đấy cho vuông. Trời ơi, đánh gãy cái tay. Trời, ui, hình như là xuống đoạn 5 chấm mấy máu đấy. Từ từ, khoan, có gì đó sai bạn ơi. Hình như mình phải sử dụng vũ khí rồng. Mình phải sử dụng vũ khí rồng à. Đây, vũ khí rồng đây. Đây. Rồi, ui. Trời ơi, không có luôn à. Ui, đau. Mình phải chặt hết đầu của nó. Mình có vũ khí rồng mà. Nhưng mà mình phải... À, vũ khí rồng lửa đây, nhưng mà mình phải chặt hết đầu của nó thì mới xuất hiện. Nhưng mà có vẻ như là chúng ta đã không thành công tìm được cái trái tim này rồi. Lại phải đi tìm một cái khu khác rồi bạn ơi. Nói chung là cứ tìm khu Scream này là có. Được, chờ xíu. Không có nữa, chịu đấy các bạn. Đèo ơi. Thôi, như kiếm khoai phết. 10% tính cộng, nó tính cả looting đấy các bạn. Nếu mà không có looting là cũng lâu đấy. Mình đánh 3 con, ok. Thôi được rồi, 3 con là đẹp rồi. À, cái này nó chỉ cần khi mình để ở trên hotbar ấy, nó sẽ cho mình hiệu ứng regen. Nói chung khi đánh nhau thì càng đánh càng trâu. Đấy, bạn thấy không? Thôi ơi, chưa gì để em regen 2. Cập. Bảo sao? Uầy, thì tính ra bé tôi bá chủ. Bá chủ võ lâm. Tôi điều hiển nhiên đấy chứ. Quá đẳng cấp rồi đúng không? Như bá chủ võ lâm rồi. Giờ này về đi chế cây cung, thêm cây cung đẳng cấp ultimate nữa thì thôi. Đặc cấp. À bè, không thấy bây giờ mình solo với ai, solo với con gì nhỉ? Đây Sinh ơi. Thanh niên chuột TV bảo qua nhà bán cho cái đầu Wither mà chả thấy đâu. Ảo thật đấy. Ui giời, chắc là lại đi bắt rồng hay sao? Đấy à, đâu, thế có mấy cái đầu bán giá sổ giá nào? Hai cái Sinh ơi, tặng luôn ấy. Tặng luôn à? Ui giời, ta chủ yếu ta đánh con Wither. Thôi được rồi đấy, ta trả giá này, cho 5 sắt. Rồi, cho 5 sắt là dã hiếu nghị lắm rồi đấy. À, hóa ra con giời chuột TV để cái đầu kia ở nhà.
trời ơi, nó lắc bằng lắc Sương ơi, bằng lắc à, thế à, nó lắc à, trời ơi, như thôi được rồi, lắc rồi, Sương kia bảo vào nhà là thấy kìa. À ừ, ta thấy rồi, ta tưởng là để quên. Ok. Thôi được rồi, để mình tẩn con úi giời ơi đã, như chắc triệu hồi ra đây đánh luôn quá nhỉ. Ừ, nó cũng phải bắn nó chết rồi mà, nên đâm ra chắc chả ảnh hưởng gì đâu. Ờ, như ba mấy con này đây, để cố gắng làm cho xong cái gọi là cuộc hành trình ngày hôm nay. Đâu con này chắc là phải bắn. Ừ, chém thì cũng phải chém. Nào lỗ đi, nhanh khẩn trước lên, tao bắn nó nhức người lên. Ờ, như thế rồi, một hit, hai hit, ba hit, rồi xuống dưới này. Rồi riêng xuống cái này gặp ba diêu bổ cuối của mình rồi, ok và luôn. Rồi chúng ta đã có Nether Star rồi, đi về. Trời ơi, độc gì độc chứ vậy ba, mấy chục giây lận. Trời ơi, không mấy có bản chế tạo đây không hả? Thôi được rồi, cất tạm này đi. À, đâu quá, còn mỗi xíu rồi bạn ơi, còn một xíu rồi là chúng ta nó hoàn thành cái cây cung gọi là đẳng cấp nhất rồi, chắc chắn luôn. À, những thanh niên kia lại đi đâu mất rồi, đang định đi test cây cung. Đã thế mình dùng rồi xuống đến đây thì cái cổng di chuyển đó nó cũng đã xong. Các bạn thấy không, tốc độ hồi máu nó quá khủng khiếp các bạn ạ, thật thật sự luôn, cái trái tim nó tốc độ hồi máu quá khủng khiếp. Ai bây giờ là mình sẽ chế cái này các bạn nhé. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chế UT và Mate. Đấy, thì đây, ở đây có lôi hết đống quặng này ra, lôi hết đống phôi ra, đấy, Golden Drive, các thứ là lôi hết ra. Yes, chúng ta sẽ có một UT Mate Drive in God. Đấy, cái này kiếm cũng dễ, bây giờ kiếm nhanh các bạn ạ. Ừ, rồi bây giờ là mình chỉ cần gõ vào cái này thôi. Chúng ta sẽ được một cây bầu gọi lại. Sai đâu nhỉ? Nó đúng mà nhỉ? Chết dở rồi, chúng ta phải nâng cấp lên một cái cây bâu. May quá, vẫn còn dư một phôi netherite. May quá các bạn ạ. Rồi nâng cấp lên thử nha, xem lại nào. Bất kỳ cái nào, golden cũng được. Ok, golden được, cái netherite chưa được, bạn này phải golden. Ok, may quá cha là may luôn. Rồi golden, đấy, đánh chế dòng golden. Yes, chúng ta đây. Yes, chúng ta đã đây. Rồi, ngoài bầu này thì có tính năng như kiểu cái ấy thôi. Như kiểu từ cái kiếm thôi, nó phát hiện ra những cái con gọi là quái vật ở cạnh. Đây. Cung VIP nhất xã hội. Trời ơi, nó lại gọi là đẳng cấp nhất luôn đi. Làm gì có cây cung nào VIP hơn? Cung này hình như không có đại độ bền sao nhá. Đây, để anh lúc thử đi bắn nào các bạn ơi. Cung này không biết là có độ bền hay không. Ê, từ cái này nó có 500 các bạn ơi. Ai, úi xồi ôi. Bộ đôi gọi là vũ khí dìu bổ củi và cung vĩ nhất xã hội. À, nó đẳng cấp các bạn ạ. Nó đẳng cấp. Ồ, hiện tại là mình mình sẽ sang hẳn bên nhà bên này đi. Thử các bạn ơi. Đâu? Chẳng có ai đây luôn bác. Nhà này vắng tanh như chùa Bà Đanh. Hay là mấy sinh viên ở bên nhà thanh niên đầu đỏ nhỉ? Đây cũng vắng tanh như chùa Bà Đanh vẫn. Không thấy ai luôn. Áo thật đấy. Không được rồi. Đây, cung VIP nhất xã hội đây bạn ơi. Ui, cung này bắn có lửa này. À, có độ bền các bạn ạ. Nhưng mà chắc chắn nó sẽ trâu bò hơn. Úi xồ, ui, nhưng mà sửa này không biết sửa bằng sửa bằng cái gì đây. À, như sửa cái này sửa bằng cái gì đây. Nhưng mà thôi, bắn cũng phải tiết kiệm bạn ạ. Ừ, nó hỏng ra đấy thì nói chung là cây cung này nó sẽ gọi là chứa tất cả các cái khả năng đến từ cây cung khác. Ví dụ Blazer, Ender, Wither là bắn đấy này. Đấy, nào xem nào. Mình để con, tạm thời để con này đây đã, mình đang có đây. Hiện tại mình cho hai con này nó giao lưu. Hôm qua là không cho nó giao lưu là hơi buồn đấy. Như hôm nay may có Kuli nuôi lớn. Con này mấy con này lớn phết ở đây. Lớn rồi, mấy con này lớn rồi. Được. Được quá chứ. Ai để ngủ cái đã. Ngủ cái đã, sau đó thì mình sẽ rằng thì làm mà ấy sau. Rồi, ok. Bỏ này ra.
cho hai con á giao lưu. Ý trời ơi, vợ chồng đấy, một đôi vợ chồng rồi. Ok, bây giờ cho nó nào, ra đây con, ra đây khẩn trương lên. Con này nó làm gì này? Sitting following. Ok, ngồi xuống đi. Trời ơi, ngồi xuống coi, nhưng lên ngồi xuống rồi như nào, cho nó ăn này. Rồi úi rồi ôi, bình thường là quả trứng của con rồng Night Fury ý, thì là nó sẽ là màu đen, còn con rồng màu trắng là nó sẽ là màu hồng đấy. Còn đây là Night Light các bạn ơi, trắng đen trắng đấy, nó là như thế các bạn. Rồi còn con này thì muốn đẻ nữa thì phải cần 4700 giây nó mới đẻ được tiếp. Ừ, thôi được rồi, chúng mày nuôi trứng đi, nhanh lên, cần trước lên. Growing time à? Ồ, cái này cần ấy à? Đấy, như được luôn, đặt ở đây, như đấy cho nó ấp trứng luôn, được chưa? Ừ, it ok. Hình như cái này nó ấy rồi, vẫn phải chờ các bạn ơi. Thôi được rồi, tạm thời bắt con bố với con mẹ mình tự ấp các bạn ạ, mình tự ấp, tự mất thời gian, thế cho nhanh. Cho nó vuông các bạn ơi, như chả biết như nào một lần. Đâu? Đây. À, mình có thể tame của nó bằng cách là cho ăn vẫn như á lúc con này vẫn cho ăn cá ăn củng thôi. Rồi 0%. Thôi được rồi. Để mình đi bắt cá nha các bạn nha. Đi bắt cá xong rồi chờ nó nở thôi. Rồi lại đi ký gửi. Chết dở rồi, Cuni nuôi rồng của mình nó chết đi đâu mất rồi. Đâu rồi? Đâu lên đây ta thử ấy nào. Ơ, rồi này chưa chế được đồ gọi đầu trâu mặt ngựa lửa chùa à? Chưa, trời ơi, bây giờ đang đi làm trả nợ đây. Tưởng là phải chế được đồ chứ, vẫn đi làm trả nợ, kiếp này nợ lắm thế. Hết hôm nay là hết nợ rồi. Ui giời, nợ vì cái gì? Nợ vì cái bộ rát con rán kìa. Bộ này á? Đấy, đúng rồi. Thế có đâu, mặc chưa? Chưa, lấy về đây có thiếu cái đồ rán để... À, thiếu nên rồi này. Ui giời ơi. Nào, ai solo để ta thử cái cây cung vip nhất xã hội của ta, ta vừa chế nó có xịn không nào. Nào, mạnh solo trước đúng không? Đúng rồi. Rồi, nhớ đi. Mặc đâu? À, con rồi. À, bắn à? Bắn à? Ui, tính ra là như bắn cung có vẻ là không ăn thua lắm nhỉ. Rồi, ok, có đau không? Có đau không? Có đau không? Bắn này à? Ờ, con này chắc không bật mic rồi. Đau đấy. Đau ạ. Ui. Uầy. Cây cung này là nó combo độc thế mà con dài vanh đầu đỏ bảo lỏ. Và như đấy. Đau hơn đấy. Đau hơn cung rồng mà đúng không? Người đúng, đau. Nó phải khác biệt chứ. Như cung rồng nó chỉ gây cháy rồi, cung này là gây cả ấy mà. Đấy, cái của Guido quả độc kìa. Uầy, đi con dài. Cô héo các kiểu nữa. Ừ, con dài vanh lon hả như. Qua đây, ta cho xem VIP mà. À, như rõ ràng VIP mà nhà có Guido có độc mà. À, như con dài này. Có để sức mạnh 6 đấy mà bắn không ăn thua gì. Ta cũng sức mạnh 6, như ta. Ừ, nhưng mà không. Không ấy, cái này ta thấy là có độc với cả có Guido đốt liên tục là nó xịn hơn mà, nó vip tất luôn đi. Ui giời. Ôi giời, chứ. Bắt đầu đấy. Ừ, như đây ta có một cái đồ sức mạnh hay lắm này. Đây, thử đóng băng không? À, để không có, để không có. Ôi nhưng mà cái này nhanh hỏng lắm đấy không hả? Không, nó hồi được mà. Đấy. Thế có cái này không? Có cái này không? Có cái này không? Nào. Đấy, tạo ra viết khiên này. Có không? Cái này thì chưa có. Chém ra đây, không xin nhê. Chém đây nó, chém phải mấy cái đấy bao giờ vỡ khiên rồi đấy. Sơn có này không? Ui có, cái đấy sao ai chả có. Như ở đây ta cũng có. Như băng này. Đây. Bom băng đây. Bom băng. Không phải bom băng cái này cơ. Ừ, cái gậy đấy có, gậy đấy ta có, ta vứt ở nhà. Này, như gậy đấy lỏ lắm, không ăn thua. Này, như đấy. Ôi giời ơi. Uầy. Xịn đấy nhỉ, đi này lắm đồ xịn đấy nhỉ. Có đồ thải không, vứt cho ta với kinh mạnh đi. Thải à? Thải, ta chưa nghĩ ra đồ gì thải là như. Có đây, ta nhớ rồi, đây là con đom đóm. Ui, thôi. Không á, như có gì thải không ta?
Đấy, đi mua qua để làm viên đá đạn này. Đâu, con này định dọc làm tí công nghệ va không? À, như... Không à, ôi trời, yếu ra gió. À, như... Ta vừa chế tạo để thử một phát bắn này. Đấy, nó khác hoàn toàn so với vừa lấy. Khác không? Đấy, nguy rời combo độc, đấy, rút máu. Làm gì mất máu đâu xui anh? Mất thầy mà, như không lấy mất à? Không mất lần nào luôn á. Không mất á? À? Không thật đấy. Không mất lần nào. Ở đây bây giờ mới thấy rút này, bắn nếu mà bắn trúng mới rút. Bắn, không, bắn nó nhiều nó cũng mạnh mà nó... một mũi thì nó tăng lên thua. nó tăng lên dần mà rồi một tầm 2-3 mũi là đau rồi như... nó rút theo kiểu mũi tên chứ bây giờ bắn trúng thanh niên phải bây giờ phải đi đổi cái đầu sừng này nó mới mạnh này mà như đầu dê đầu bò đấy hả nó mới mạnh giống như giống cái đê cái này là khi dưới 50% máu là bắt đầu cái gì defense này khờ nóc bách để đại khái là được hồi phục đấy, đại khái là nó sẽ khỏe mạnh hơn đấy. Vip quá nhỉ. Wow, vip luôn, có thử không? Công nghệ va không? Không muốn mọc sừng đâu nhỉ. Có thử công nghệ va không? Công nghệ va lại là được thôi ngay được. Wow, có dùng khiên không? Thôi dùng hết đi. Ừ thì cũng được, cái để ra. Khiên kiếm thôi nhá Sinh ơi, từ để lưu một điểm đấy. Như mà khiên thì thế thì đánh nhau đến bao giờ thôi được rồi, ta cũng dùng khiên để ta đi lấy khiên á. Không có to tầm mà phải lưu điểm. Như Đây, để ta cũng phải lấy khiên á, ta vứt cái khiên đi đâu ấy chứ. Không, chơi cung lên thôi nhá. Ừ, không chơi cung. Bây giờ cung lên nó kia quá. Ờ, thế thì đấy, chờ ta xíu để... ta thế để ta chờ xíu để ta chạy sang bên ấy đã. Chờ đây, cứ đứng đây 1 phút. Đâu nhỉ, như... Cái... ớ chết giá thôi. Khiên mình vứt đâu ấy nhỉ? Ok. Khiên tôi vứt đâu nhỉ? Áo thật đấy. Để khiên ở đâu nhỉ? Hay mình vứt luôn khiên đi rồi nhỉ? Ú là trời. Ông ấy mình không dùng khiên được không? Bây giờ để mình thử ra cái chỗ máy farm mình có để nhầm ở đây không? Trời ơi, không có khiên luôn à. Ô. Khiên mình á. Ôi chết dở rồi, hình như con rời đâu lúc kìa. Trời ơi. Trời ơi. Khoan, hình như là vừa nãy là ta có để nhầm cái khiên lên bàn, không còn rời nào lượm mất của ta rồi. Ờ kìa. Chà. Khiên nhà ở chứ lại. Quay, ừ. Thế mới bịp mất luôn cái khiên nè. Bịp. Rồi tí chắc chắn là con rời mà nó đô và ri rồi, tí ta trích va sau. Thôi không dùng khiên này, không dùng khiên này. Tôi lấy tôi ngơi nhưng mà bây giờ đuôi đang giữ rồi. À, dông khai là con giời này. Không, nãy là không biết khiên của ai hỏi, không ai trả lời. Rõ là mình để nhầm, mình bảo lấy hóa ra là con giời này lấy. Đấy, phải để đây, khiên của ai không lấy. Thôi được rồi, nào, không dùng khiên, được chưa? Ok, tôi ngơi. Rồi, vô, như... như, đâu rồi, ai đánh nhầm, như... Bố đây, bố đây, ra bố tinh đây. Bố này, liên tục này, và như... Liên tục này. Ôi. Thời đại này ai dùng cái kiếm rồng. À, như... cái đấy là cái gì rồi? Cái này nó đẳng cấp lắm. Giống như rìu gõ đầu á. Đây, thôi được rồi. Tiện thể là có 3 như này. Vừa lấy cho ta cái đầu giờ ta lại chia sẻ cho cả 3 luôn. À, như... Được rồi nha. Cái này tên là gì nhỉ? Sinh cầm sinh còn không biết tên. Ta đổi tên rồi. Ta như từ từ để ta nhớ lại tên là gì á đâu nhỉ? Cái này nó tên nó đâu nhỉ? Tên đâu nhỉ? Ảo thật đấy. Chết dở rồi. Tên nó là cái gì đây? Ta tự nhiên nó quên rồi. Đây. Nó là StoreXX. À? StoreX. Đây này 23 đam đúng không? Trời ơi. Đúng rồi. Stoy CK Isaac. Đúng. Đấy, chế bằng hai cây rìu chế đấy. Rìu sắt đống sắt. Đây công thức. Chế đơn giản đấy. Ừ, rất đơn giản. Nó chỉ có hai mấy đam thôi, nhưng mà nó khác. Sao nó khỏe gõ khỏe thế? Bởi vì anh đang phải click liên tục là thấy tốc độ nó 4 không? Nó gấp mấy lần cái kia không? Đấy, ăn nhau ở cái tốc độ chứ. Đùa gấp nhiều tốc độ luôn á. X2 luôn đấy, ví dụ thay vì đấy, nhưng mà cái này kích hơi mỏi tay. Swing cho mượn cho mượn không. Xem qua phát swing đây. Đấy, bé 6. Ui. Đặt ra ném ra chỉ vào là khắc hiện lên mà ném ra mọi người. Thử test phát mạnh nhất nha, bé 6 luôn. Ui
chứ. Và tôi gọi liên tục. Ba tiếng kiếm mà hề như loài trí ra mới được cái cộng một ấy đấy, cộng một sắc bén đấy. Sắc bén 6 nhiều đấy. Nhiều thế là sao? Sắc bén, nhiều sắc bén 6 này. Sắc bén 6 ở đâu á? Anh tiền tôm thanh niên này. Vì ngài không biết đi kiếm à? Phải đi loot chứ mà. Không có. Ta kiếm được thêm cả power, cả quét cạnh này, có lấy không ta cho? Cái cạnh power thì không cần. Cái đấy để nhận được một dương đâu đấy, này. 30 cuốn rồi. Ui rồi ôi. Uống thêm cả cái thuốc may mắn vào nữa, nó tăng tỷ lệ đấy. Ơi đâu mang trả ra đi. Lại một con đom đóm này. Nhanh lên mang trả ra đi. À như... Còn tiến lụng luôn những khiên, không biết ai lấy. Khiên tí con đưa kia vào lấy trả sau nhân sinh ơi. Trả ra đi nha, này như... Nó lag luôn. À đây. Trả ra đi nha, này như con rời nó đang đi loát map đây, chắc con rời đầu đỏ à. Chắc thế sinh ạ. Trời ơi, thật là bị bợ. Như đấy. Đây, thôi được rồi, ta cho cả server cùng mạnh nhau. Đấy, đi kiếm cả cái trái tim này nữa đi. Đấy, này như. Đây. Cái tim này. Gì đấy? Đấy, cái trái tim này được tăng hồi máu đây. Cầm vào phát là được hồi máu đây. Tăng hồi phục. Ờ, càng tăng hồi phục. Đấy, đấy. Đấy, ta cho. Cái này bên Twilight đúng không? Không, không, không. Cái này là đi kiếm ở vùng đầm lầy. Oh. Này cầm cầm cái Natural Combat này gõ swim. SWAMP đấy, xong rồi đi tìm vùng đất đấy sẽ có tỷ lệ thấy con đấy. Thực ra là 100% là có. Nó có tác dụng với cả kiếm nhặt nhá, thế dùng kiếm nhặt đánh nó. Ok. Ừ, đấy, đánh nó sẽ tốt tỷ lệ ra. Trời lag rồi, lag. À cho cả server VIP như nhau thả, chứ đỡ phải con dài đầu đỏ đỡ một mình ỉm ỉm hàng. Con dài đấy ta là phải cho biết thế nào lễ hội. À, như thực ra là cái ta thấy là cái sắc bén nó cũng chả chênh nhau mấy đâu, kể cả từ sắc bén 5 lên sắc bén 6 nó chỉ 0.5 đam thôi, 0.5 trái tim thôi, không ăn thua lắm. Cứ đi trang bị thêm mấy cái vật phẩm này đấy, một là cái tăng thêm khiên đấy, đánh vào phải mất đánh 5 lần thì mới vỡ được cái khiên này, là chúng ta đã thắng được 5 lần rồi đúng không? 5 hit rồi, 5 hit đánh rồi cộng thêm trái tim hồi máu nữa đấy, như là ngon ngay. Quá đấy, người ta phải chọn như chứ kiếm chưa chắc, nói chung là tranh kể cả 3-4 đam nó cũng thế à. Thế nhá. Mạnh ơi, chúng ta sắp phát kiếp Kuli rồi. Đấy, ta ấy nhá. Ta truyền đạt kinh nghiệm mà trở thành VIP pro nhất rồi đấy. À, như okay, trò mỗi cái đầu rồi mà đã truyền đạt cho như thế rồi đấy. À, không tin được. Một dài lon thật đấy. À, đúng là phải truyền đạt. Thôi, ta đây đi up nốt mấy quả trứng rồng đi. Trời mới được 18%.